Thưa các bạn, các bạn thấy là sáng nay anh em chuẩn bị để đạp 100 mile. Thông thường thì có thể nói là đông hơn gấp đôi, nhưng mà ngày hôm nay cái chuyến đạp tới 100 mile và hơi khá lạnh, cho nên có thể một số bạn vẫn còn đang ngủ, lười không chịu ra. Hồi nãy Peter có nói rồi là ngày hôm nay nó tới 40 độ F, có nghĩa là tính ra là 4 độ C, cho nên khá lạnh. Hello, hello Khánh. Khánh là keyboard. Tên gì? Ajin hả? Ajin đánh trống là number one luôn. Hiện bây giờ là đánh Peter coi nhiều video Thuyết Apari và thấy em đánh trống là hết sảy. Khánh là đánh keyboard. Ok, đây là anh em trong nhóm Velo Việt đang chuẩn bị để đi cái chuyến 100 miles, cho nên rất là vui. Đó, anh em thấy không? Chơi trong nhóm này xe đạp rất là đẹp. Bianchi, chiếc đó của Peter. Chiếc này là Lapierre của Pháp. Khánh thì đạp chiếc Canyon. Alex. Đây là mấy người bạn đó, mấy anh em này là chơi trong nhóm lâu lắm rồi. Hello. Hôm nay làm cái hành trình Century ha, bỏ lên video chơi, chia sẻ nào. Đây là anh Vũ Văn Đông. Các bạn ở Việt Nam là biết ảnh rồi. Ảnh là nổi tiếng về xe đạp. Ảnh có mấy cái chiếc xe là collector item luôn. Đó, các bạn anh em ha. Rồi bây giờ nhóm bắt đầu chuẩn bị đi. Đi tới đâu video quay tới đó. Ok. Ok, like just stand, sit, whatever you want. Alex, nice shoes, man. Love it. They go with shorts. Yeah. Oh, same. Give two pop balls. Yeah. Yay. Yay. Nice. Okay. Can I have a picture? That looks awesome. What? Alex, so cool. Oh, there you go. Oh, really? There you go. Oh my God. Right. Các bạn thấy Captain với lại anh em đang chuẩn bị để xếp hàng vô chụp tấm hình trước khi khởi động. Đây là anh Đạt Đỗ, người lúc nào cũng quay video và chụp hình cho nhóm. Ok. Thông thường thì sẽ đông hơn, nhưng mà hôm nay như các bạn thấy là cũng vắng hết một nửa, tại vì lạnh quá và đi đạp một cái chuyến dài Century lận.
Thưa các bạn, bây giờ nhóm đã tới cái chỗ này, nó gọi là Cook Corner, thì được 50 miles rồi. Bây giờ đạp thêm 50 miles nữa là coi như là xong cái chuyến Century. Thì Peter cố gắng đạp theo. Hôm nay Peter đem nhiều đồ quá cho nên cái người nó cũng hơi nặng. Cứ mang nhiều đồ, mình nếu mà mình bị chó đó, mình đủ được. Đúng rồi. Cái này có là skill cả, đó là mình dân quân viên mà nói vậy. Đúng rồi, không mình bị chó đó, Big excuse. Yeah. Mày nhiều thiệt. Cái đó là cái bài của tôi á. Mắm nó đem nhiều thiệt. Tôi nói đem 2 pound, nó cắt 3 pound. Nó lại phải đem một anh. I learned my lesson last time. I was mounting á. Cái century trước á. Con nó đường mà nó không thiếu loại. Không có loại. Vợ chồng Gary, vợ chồng Gary, Mr. Đạp Đỏ, our cameraman. He pushed me before. And I still survived. Đã lỡ dạy một lần đẩy rồi, bây giờ chắc chắn nó sẽ không đẩy nữa. Bây giờ không đẩy nhưng mà kéo thôi. Thưa các bạn, chỗ này là một cái chỗ rất là popular. Nó gọi là Cook Corner. Ở đây là hay có cái nhóm motorcycle. Ăn chưa kịp nuốt nữa mà. Oh, because trời đánh chánh bị ăn. I'm the last one. Okay, let's go.
Chào các bạn, đạp từ sáng giờ tới đây là được 80 miles rồi. Bây giờ còn 27 miles nữa mới về tới nhà. Nhưng mà anh em cũng hơi mệt. Trời hôm nay lạnh quá. Mà đạp cũng hơi bị gió cho nên anh em ghé ngang cái chỗ tiệm sandwich của bạn Nghĩa. Đây là cái tiệm sandwich của bạn Nghĩa ở trong trong nhóm thì Ngân ở đây để mua nước uống, nghỉ ngơi một chút xíu rồi đạp về.
What happened? What happened? That's it? It's a shipping memo. Từ từ đi. Thích. Hả? Check all the time you need. Fix your bike.